Quang Hải bật chế độ độc thân giữa lùm xùm bạn gái bị bóc phốt. Quang Hải đang vướng nghi vấn đường ai nấy đi với bạn gái Chu Thanh Huyền. Mới đây, netizen bất ngờ soi được trên trang Facebook cá nhân của Quang Hải để chế độ độc thân. Đáng chú ý, những tấm hình chụp cùng Quang Hải ở tài khoản của Chu Thanh Huyền cũng đã bay màu, chưa rõ nguyên nhân gì. Từ đây, netizen đặt nghi vấn liệu rằng cặp đôi liệu có trục trặc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán một chiều từ phía dư luận, còn thực hư ra sao vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng. Mới đây, netizen bất ngờ soi được trên trang Facebook cá nhân của Quang Hải để chế độ độc thân. Đáng chú ý, những tấm hình chụp cùng Quang Hải ở tài khoản của Chu Thanh Huyền cũng đã bay màu, chưa rõ nguyên nhân gì. Từ đây, netizen đặt nghi vấn liệu rằng cặp đôi liệu có trục trặc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán một chiều từ phía dư luận, còn thực hư ra sao vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng. Trên mạng TikTok đang lan truyền rầm rộ đoạn clip bóc phốt người yêu Quang Hải. Cụ thể, người này tố CTH nổ về gia thế khủng. Thậm chí, CTH còn lấy tài khoản em gái đặt hàng nhưng không thanh toán tiền và có ý định ăn quỵt. Đáng chú ý, người này còn tố CTH làm Sugar Baby và người này cũng cho biết cô lấy thông tin từ chính bạn thân của người yêu cầu thủ nổi tiếng. Về phía CTH, cô đã khóa bình luận trên tài khoản TikTok và đăng tải clip đáp trả cực gắt, phốt phải có bằng chứng, đăng luôn là đi với ai đi nào, đi những đâu cặp với ai như vậy mới là chuẩn. Mình thấy nhiều bạn nói rằng bạn này nổi tiếng ở Sơn Tây là bé đường. Ở địa phương của em, những bạn bằng tuổi em hoặc hơn em một vài tuổi cũng là con gái thấy mình ở chỗ xa quá thì bắt đầu ghen ăn tức ở mới nói như vậy. Tuy nhiên, đó đang chỉ là tin đồn, đáp trả qua lại từ hai phía. Thực hư thế nào vẫn cần thời gian để xác minh sự thật ra sao? Hiện tại, trên mạng TikTok Chu Thanh Huyền đã khóa chức năng bình luận. Tin đồn trên đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.